đội tuyển Việt Nam đã hiên ngang giành chiến thắng trước đội bóng đến từ Tây Á, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại lượt đấu thứ 5 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của chúng ta là Thái Lan thì lại bất ngờ sẻ chân trước Malaysia. Đội tuyển Việt Nam vì thế nghiễm nhiên leo lên độc chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng. Sau đây vài ngày nữa thì đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng tiếp Thái Lan cũng tại sân vận động Mỹ Đình. Đối đầu với người Thái còn hơn là một trận cầu 3 điểm. Nó là cuộc chiến của dân tộc, là niềm tự hào, là danh dự của cả một nền bóng đá. Cuộc đọ sức vào ngày 19 tháng 11 tới đây cũng là trận đấu quan trọng quyết định lợi thế đi tiếp của chúng ta. Vậy nên cầm chắc một chiến thắng trong tay sẽ giúp cơ hội vượt qua vòng bảng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Ở video lần trước, bóng đá 24h.vn đã dự đoán chính xác đội hình chính thức ra sân của đội tuyển Việt Nam gặp UAE. Hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục mạnh dạn dự đoán đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan. Thủ môn Đặng Văn Lâm. Một điều có thể dễ nhận ra là Văn Lâm chính là vị trí đóng đinh bất khả xâm phạm của đội tuyển Việt Nam. Nếu cựu cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng không chấn thương thì rất khó có ai có thể cạnh tranh vị trí với anh. Lâm Tây vừa lọt vào đội hình tiêu biểu của Đông Nam Á, đã có một trận đấu tương đối nhận hạ trên đối thủ đến từ Tây Á. Gần như là thủ thành Việt Kiều chỉ ngồi chơi xây nước trong suốt 90 phút bóng lăn, bởi các pha lên bóng của UAE tỏ ra yếu ớt và dễ dàng bị các hậu vệ của chúng ta bắt bài cũng như là hóa giải. Phong độ của Văn Lâm vẫn rất tốt, vậy nên vị trí này gần như sẽ không có sự bất ngờ. Trung vệ Dung Từ, Mạnh Gắt, Hải Quế. Phía trước Đặng Văn Lâm sẽ là sự xuất hiện của bộ ba trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Vẫn là cơ đinh ba bọc thép dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, những người khó bị thay thế nếu như không gặp vấn đề về sức khỏe. Bộ ba này cho thấy khả năng bọc lót cho nhau vô cùng ăn ý với kỹ năng không chiến và cắt bóng khôn ngoan. Với việc Đình Trọng chưa trở lại thì việc ông Park thay đổi ba con người này là không thể xảy ra. Hậu vệ cánh Văn Hậu, Trọng Hoàng. Hai bên hành lang cánh sẽ vẫn thuộc về Văn Hậu và Trọng Hoàng, chắc chắn là như vậy. Trở về từ Hà Lan, hậu vệ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã có màn trình diễn xuất sắc, góp công vào thắng lợi của đội tuyển Việt Nam và giúp chúng ta có thêm một trận đấu giữ trắng lưới. Sau khi ăn tập tại Hà Lan không lâu, dù không được thi đấu thường xuyên nhưng điều thay đổi nhận thấy rõ nhất của cầu thủ 20 tuổi chính là về thể hình. Về chế độ dinh dưỡng và tập luyện khoa học, thể hình của Văn Hậu dày lên trông thấy giúp anh lợi thế hơn trong những pha tranh chấp của mình. Bên phía cánh đối diện, Hoàng Bò ngoài 30 vẫn lên công về thủ nhịp nhàng. Anh đóng vai trò còn hơn cả một hậu vệ cánh khi bám dọc hành lang biên. Ở trận đấu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ít nhất có hai cơ hội mà cầu thủ gốc Nghệ An gây sóng gió cho khung thành đội bạn. Tiếc là chúng ta đã không tận dụng thành công. Tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Hùng Dũng. Cặp tiền vệ trung tâm gồm Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng đang ngày càng cho thấy sự ăn ý và hiệu quả. Tuấn Anh đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời khi mà cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai liên tục có những pha chuyền bóng chính xác, chịu khó lùi sâu bọc lót cho hàng phòng ngự. Hơn thế nữa là khả năng đọc trận đấu, thoát pressing và kỹ năng xử lý bóng ở đẳng cấp cao cùng với những đường truyền dài chính xác sang hai biên tạo ra thế trận phản công mẫu mực. Hùng Dũng thì vẫn vậy, anh vẫn thi đấu âm thầm để bọc lót cho Tuấn Anh cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Dù gặp phải chấn thương trước trận đấu gặp UAE và chưa đạt được thể trạng tốt nhất, nhưng quãng thời gian 5 ngày nghỉ là đủ cho Hùng Dũng có thể lấy lại cảm giác, sẵn sàng bung sức cho trận đấu gặp Thái Lan sắp tới. Tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải. Dù đã thừa nhận tài năng của Công Phượng, ông thầy người Hàn vẫn còn những nỗi lo về cầu hậu chùa cưng. Ông Park cho rằng việc không được thi đấu thường xuyên có thể sẽ khiến cho Công Phượng không có được cảm giác bóng tốt nhất khi lâm trận, đặc biệt là những trận đấu quan trọng đòi hỏi các cầu thủ sự tự tin và bản lĩnh thép. Tuy nhiên khi được vào sân từ băng ghế dự bị, Công Phượng đã không ít lần làm khán giả phải trầm trồ và tán dương bởi những pha đi bóng kỹ thuật của mình. So với Tiến Linh thì Công Phượng chịu khó di chuyển hơn nhiều, và đối đầu với một đối thủ khó chịu như Thái Lan, Công Phượng ít nhất là sẽ không bị cóng. Ở trận vừa rồi, đúng như bóng đá 24h.vn đã dự đoán thì Quang Hải được kéo về khá sâu, thậm chí là về giữa sân, nhưng anh vẫn không né được những pha vào bóng ác ý của đối thủ. Có Công Phượng trên sân, Hải Co sẽ thoải mái tung hoành khi có một tiền đạo chạy chỗ thông minh và giàu tốc độ ở phía trên. Anh sẽ là mắt xích liên kết giữa hàng tiền đạo và tiền vệ. Còn Văn Toàn thì trận vừa rồi thực sự không nổi bật. Tuy nhiên khi đối đầu với người Thái, Văn Toàn thường chơi rất hay. Anh sẽ phát huy được tốc độ của mình bằng những pha vặn sườn đối thủ, hơn nữa là vắt kiệt thể lực của đội bạn. Tiền đạo cánh của chúng ta còn mỏng và thiếu kinh nghiệm. Đương nhiên ông Park sẽ không mạo hiểm để những tân binh thử nghiệm trong trận derby Đông Nam Á này. Vừa rồi là 11 cái tên mà bóng đá 24h.vn đã dự đoán sẽ ra sân đối đầu với người Thái vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Theo các bạn thì liệu có vị trí nào không hợp lý không? Hãy đưa ra dự đoán của mình bằng cách để lại comment nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.